Đi leo tháp một chút và nói về bản cập nhật ngày hôm nay thì ngày hôm nay sẽ ra bản cập nhật mới và hiện tại đang bị bảo trì rồi nha các bạn nhé. Thì trong bản cập nhật mới này mình sẽ phân tích cho các bạn tiện luôn. Thì đọc sơ qua ấy, thì bản cập nhật mới này như là không cập nhật luôn. Thì đầu tiên nhé, mình đọc thì mình thấy thì bản cập nhật này ấy, đầu tiên nó chỉ thay đổi về kiểu tóc thôi. Tức là các bạn có thể làm những cái kiểu tóc mới mà không cần phải đi mua các bạn. Thì mình trước các bạn phải đi mua, bây giờ các bạn có thể cắt tóc theo kiểu tóc mà mình muốn. Đấy, thứ hai là các bạn có thể làm tức là uốn tóc này hoặc là kiểu tạo dáng, tự tạo dáng cho tóc luôn bằng cách là bằng các dụng cụ, tức là bằng các dụng cụ mà làm tóc giống như ở ngoài đời thật và được bán ở trong khu downtown ấy các bạn. Thì đã cập nhật xong thì chúng ta sẽ mới biết được cái vị trí bán những cái kẹp tóc đấy ở đâu. Đấy, thì bản cập nhật đấy nó chỉ có những cái đấy thôi. Và tiếp theo là cập nhật những cái gọi là những cái bốc thăm trúng thưởng này, mới lại cập nhật những cái phần quà cho phần quà tặng bạn bè và không còn một cái gì cả nữa. Đấy thì bản cập nhật chứ không cập nhật luôn. Các bạn thấy những cái đợt cập nhật trước ấy, thì thường như bản cập nhật nó phải tạo ra một cái sự kiện gì mới. Thì bây giờ mình đã phát hiện ra thì nhà phát hành đã thay đổi theo một cách cập nhật khá là hay. Mới đầu thì mình sẽ đọc thì mình sẽ cảm thấy là nhà phát hành không cập nhật cái gì, nhưng thực ra không phải nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình thấy nhà phát hành đã cập nhật không còn như trước nữa, tức là ngày trước nhà phát hành sẽ cập nhật theo kiểu đó là 2 tuần sẽ cập nhật một lần hoặc là 21 ngày, nhưng bây giờ Vinagame sẽ cập nhật theo phiên bản khác cực kỳ là hay luôn. Thì mình rất thích cái kiểu cập nhật như thế này, đó là nhà phát hành nếu như bạn nào để ý gần đây ý, thì cái bản cập nhật đầu vừa rồi nó cập nhật ý, thì đầu tiên sẽ là sự kiện đó là câu hộp kim cương này. Đấy, các bạn thấy không, câu hộp kim cương và câu hộp tiền sao này, xong tiếp theo nữa là ra kẹp kèm theo cái sự kiện đó là câu cái bộ kẹp kìm vàng ấy, nhưng mà nó chỉ có trong 7 ngày thôi là hết rồi đúng không ạ? Sau khi 7 ngày mà hết sự kiện bắt bộ kẹp kìm vàng, cái bộ quần áo đấy thì tiếp tục lại ra tiếp đó là bộ quần áo hải cẩu, thì bộ đang mình đang mặc cái này đấy. Thì các bạn thấy không? Thì mình thấy không phải là nhà phát hành không cập nhật gì trong bản cập nhật mới đâu, mà nhà phát hành đã thay đổi theo cập nhật, đó là cập nhật theo tuần nha các bạn nhé. Thì cứ một tuần nhà phát hành sẽ cập nhật cái sự kiện một lần. Đấy, giống như kiểu một tuần hết sự kiện là câu bộ kẹp kìm vàng này, xong hết một tuần đấy là câu bộ hải cẩu này đấy. Thì mình cực kỳ thích như này. Nếu như nhà phát hành làm sự kiện theo như vậy thì nó mới hay. Thì sự kiện cứ một tuần một thì ra một sự kiện mới thì game sẽ rất là hấp dẫn. Và thứ hai là những cái gọi là những đối tác như bọn mình sẽ có chủ đề để làm liên tục. Và thứ hai là người tức là cái lối chơi nó được thay đổi liên tục thì người chơi nó cũng cảm thấy kiểu tò mò và kiểu cuốn hút hơn. Đấy, mình rất thích cái này nha. Thì chứ không phải là nhà phát hành không cập nhật gì đâu nha các bạn nhé. Thì mình thấy nhà phát hành đang gọi là tiếp thu những cái ý kiến của người chơi, ý kiến của các đối tác rất chi là hay. Nhà phát hành Vinagame mình cái này là điểm này là mình rất cực kỳ yêu thích bên nhà phát hành Vinagame luôn này. Đấy, nhà phát hành kiểu nếu nếu như các bạn so sánh như đợt trước bên Hezin ấy. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn dù các bạn có thắc mắc rời, các bạn có ý kiến rời, nó vẫn như vậy à, không có một gì thay đổi. Đấy, nhưng mà khi từ về Vinagame các bạn có thấy thay đổi cực kỳ nhiều không? Hầu như những đóng góp ý kiến của các bạn, ngoài những cái đóng góp mà các bạn đòi hỏi phải xin nhiều kim cương ấy nhá, thì cái đấy mình không nói bởi vì cái đấy còn về làm ăn kinh tế của nhà phát hành nữa. Thì nhà phát hành lúc đầu nhà phát hành cho như vậy là quá là ổn rồi. Còn về sau này thì bị fix lại những cái phần trăm hoặc là những cái đấy thì không nói, nhưng mà nhà phát hành đồng thời nhà phát hành đã tạo ra khá là nhiều sự kiện cho các bạn kiếm kim cương tiền sao đúng không? Cái đấy là cũng phù hợp với các bạn rồi, cũng mong muốn ý kiến các bạn rồi. Thường thì các bạn cũng rất có lòng tham, nhà phát hành đã cho như vậy rồi nhưng các bạn lại muốn cho là cho nhiều cơ. Thực ra cho như vậy là cũng được rồi. Đấy, và bây giờ nhà phát hành cũng đã thay đổi ý kiến là nhà phát hành đã cho sự kiện liên tục rồi. Một tuần là một sự kiện như vậy là quá nhiều rồi các bạn. Đấy. Như vậy là cũng hay. Đấy, các bạn cái này thì mình cho nhà phát hành một cái điểm cộng nha các bạn nha. Thì mong là sắp tới nhà phát hành sẽ ra thêm nhiều cái tính năng hay và nhiều cái sự kiện và nhiều cách chơi hay hơn nữa, hoặc là ra nhiều event, hoặc là ra những gọi là mình thấy tạo ra nhiều cách kiểu mini game chơi trong game nhiều hơn, kiểu các mini game kiểu dạng như kiểu như vừa rồi đó là câu, ví dụ là câu bọ được quần áo này, hoặc là câu cá được quần áo này, như vậy hoặc là tạo thêm loại nhiều mini game, tạo ra ví dụ bằng nhà mình có thể tạo giống như cái sự kiện đợt vừa rồi sinh nhật Brawl ấy, hoặc là đi làm nhiệm vụ ấy, kiếm đồ gì được đồ gì đấy đấy các bạn, nó cũng được. Đấy, một tuần đâu tức là có thể, tức là nhà phát hành nên kiểu như kẹp nhiều ấy, tức là kẹp nhiều cái sự kiện ấy trong một tuần. Ví dụ có thể kẹp vừa câu cá được nhận bộ đồ hải cẩu này, lại vừa
Bắt bỏ được bộ quần áo này kia nên em lại vừa kiểu đi làm nhiệm vụ này kia, thu thập này kia để được quà này kia nữa đấy. Kiểu như là nó kết hợp nhiều thứ lại với nhau như vậy là cực kỳ hay. Đó. Đấy thì bà nếu như mà nói để về phân tích thì bản cập nhật này nếu mà đọc qua cái bản thông báo bảo trì và phân tích thì mình thấy không có gì cả. Đấy, mình chỉ phân tích cho các bạn đó là bây giờ nhà phát hành đã thay đổi cái cập nhật rồi thôi. Đấy, cho nên là các bạn cứ một cứ sau hết một tuần là tự dưng sẽ có một bản cập nhật mới. Đấy, còn cái cập nhật lớn, còn những cái bản cập nhật thông báo bảo trì này chỉ là thông báo về kiểu mặt gọi là về mặt gọi là, như gọi là như thế nào nhỉ? Và cập nhật về những cái quà hay là những cái tính năng mới lên thôi. Còn về sự kiện để các bạn EVN mini game nhận nhận quà hay nhận đồ hay nhận vàng hay là nhận kim cương ấy thì bây giờ nó sẽ thay đổi theo tuần rồi. Đấy các bạn nên đấy là các bạn để ý nhé. Rồi. Thì nếu như bạn nào để ý hôm qua thì cái bản câu cá hải cẩu này thì chỉ còn mấy giờ đấy. Không biết là các bạn đã câu được đủ bộ hải cẩu chưa, còn mình thì mình câu được cũng thừa dư mấy bộ rồi. Bây giờ thì bây giờ thì nó phải tầm độ gần trưa, thì lúc đó các bạn đi học về và cập nhật xong là vừa đẹp đấy các bạn. Tầm trưa khi lấy các bạn về là cập nhật xong vừa đẹp, là chơi cũng vừa đẹp rồi. Đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích tiếp trong bài cập nhật mới này sự kiện tiếp theo là gì. Còn cái sự kiện tiếp theo có những cái gì thì vẫn đang là một bí ẩn nha các bạn nhé. Vẫn là một bí ẩn. Chúng ta chỉ biết là cập nhật này thì thêm mỗi tính năng tóc thôi. Còn sự kiện tiếp theo vẫn là một bí ẩn nhé. Bởi vì sau hết 7 ngày thì tự nó sẽ phát sinh ra mà. Bởi vì nhà phát hành không có thông báo trước. Rồi. Leo nãy giờ mà cũng sắp xong rồi đấy. Cố leo cái bàn cuối nha các bạn. Thì chúng ta cùng chờ đợi bản cập nhật mới ra xem có gì mới thì mình sẽ đi khám phá và mình đăng lên clip lên để cho các bạn biết nha. Rồi. Wow. Oh yeah. Lên. 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 Để từ từ các bạn ạ. Nhảy bên Waku để nó không được mượt mà như bên LD cho nên mình cứ nhảy chậm thôi. Nhảy chậm mà ăn chắc thôi. Lên. Rồi. Lên. Rồi, cũng về đích rồi. Thì về đích thì mình cũng xin dừng clip tại đây luôn nha các bạn nha. Chúc các bạn xem clip thật là vui vẻ.